네. 첫째 문단 읽어주세요. 그럼 따라 읽을게요. 같은 내용이에요. 어제 공부했던 시행한하고 같은 내용. 소리 안 들려요. 마이크 켜야 돼요, 마이크. 마이크. 마이크 켜야 돼요. 네. 네, 첫 번째. 아, 제가 먼저 읽어 볼까요? 네. 네. Trong một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi thoai thoải và một con sông lấp lánh, có một cộng đồng người cùng chia sẻ sở thích yêu thích nhất của họ: làm vườn. Thị trấn này tên là Green Dale, nổi tiếng xa gần vì những khu vườn tươi tốt và hoa lá rực rỡ, thu hút du khách từ các vùng lân cận đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự yên bình mà làm vườn mang lại cho cuộc sống của cư dân nơi đây. Để trong mỗi thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi tồi tồi và một con sông lấp lánh, có một cộng đồng người của chia sẻ sở thích yêu thích nhất của họ làm vườn. Thị trấn này tên là Green Dale, đầu tiên xa gần vì những khu vườn tươi tốt và hoa là lớp chỗ từ hút từ các vùng là cần đến chiêm những về đẹp và sự yên bình mà lâm vùng mang lại cho cuộc sống của cư dân nơi đây. Mẹ tao phải kéo. Này. Mỗi buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc, người dân Grindr có thể được nhìn thấy đang chăm sóc khu vườn của mình, từ những đứa trẻ nhỏ đến những người già, tất cả mọi người đều tham gia vào hoạt động yêu quý này. Đó là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ. Đàn ông và phụ nữ, trai và gái làm việc bên nhau, đôi tay họ chìm sâu vào đất đen giàu dinh dưỡng, trồng hạt giống và chăm sóc những cây đang lớn. Nè, mỗi buổi sáng thì mặt trời bắt đầu mọc, ngồi trên Green Day có thể được nhìn thấy đang chăm sóc vườn của mình. Từ những chỗ trẻ nhỏ đến những người già, tất cả mọi người đều tham gia vào hoạt động như quý này. Đó là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ. Đàn ông và phụ nữ, trai và gái làm việc bên nhau, đôi tay họ chìm sâu vào đất đến giàu dinh dưỡng, trồng hạt giống và chăm sóc những cây đàn lớn. Tạm nhé. Bà Thompson, một bà cụ góa bụa, là một trong những người làm vườn tận tụy nhất trong thị trấn. Khu vườn sau nhà bà là một thiên đường thực sự, với đủ loại hoa nở rộ trong sự hài hòa hoàn hảo. Bà thường mời hàng xóm đến uống trà nơi họ ngồi trong khu vườn của bà, bao quanh bởi hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và hoa li li, và chia sẻ những câu chuyện cùng những mẹo làm vườn. Nè, và tôm sườn mộ và cử cố và qua vừa là một chúng những nổi làm cú tấn tuổi nhất chúng đi chăn phù vùng sau nhà và là một chiến dũng thực sự bồi dư lối hóa nổ lộ chống sự hại của quan hào. Bà chúc mời hàng xóm đến uống trà, nói hộ
ngồi trong khu vườn của bà. Bảo quan bồi hương tôm nồng nao của hồ hôn bà hồ lily, bà chia sẻ những câu chuyện cùng những mẹ oram bung nè. Mẹ. Một mùa hè nọ, thị trấn quyết định tổ chức một lễ hội làm vườn lớn, một sự kiện kỷ niệm sở thích yêu thích của họ. Mọi người đều phấn khích và háo hức tham gia. Sự kiện bao gồm một chuyến tham quan khu vườn, nơi du khách có thể đi dạo qua những khu vườn đẹp nhất ở Grinda, và một cuộc thi làm vườn với các hạng mục khác nhau như cắm hoa đẹp nhất, rau củ lớn nhất và thiết kế khu vườn sáng tạo nhất. Nè, mùa hè nọ, thị trấn quyết định tổ chức một lễ hội làm vườn lớn, một sự kiện kỷ niệm sở thích yêu thích của họ. Mỗi người đều phấn khích và háo hức tham gia sự kiện, bao gồm một chuyến tham quan chủ vườn, nơi du khách có thể đi dạo qua những khu vườn đẹp nhất của Green Day và một cuộc thi làm vườn bồi các hạng mục khác nhau như cắm hoa đẹp nhất là khu lớn nhất và thiết kế khu vườn sáng tạo nhất nè. Toàn thị trấn rộn ràng hoạt động, các gia đình cùng nhau chuẩn bị khu vườn của mình, trẻ em làm các vật trang trí khu vườn kỳ diệu, và các nghệ sĩ địa phương đóng góp những bức tượng và tranh vẽ lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Tinh thần cộng đồng và tình đoàn kết đã rõ ràng khi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê làm vườn. Nè, tôi thì chân lòng lạ quá tốn, các gia đình cùng nhau chuẩn bị của vụ của mình. Thế em là cả các bạn trang trí của vùng kỳ chữ mà các nghệ sĩ địa phương đóng góp những bức tranh và tranh về lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tinh tân cộng đồng và tin đoàn kết tạ kết kết tạ lô lắng khi mỗi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê làm buôn nè. Sorry, chẳng cảm ơn nhau nè. Vào ngày diễn ra lễ hội, thị trấn đã biến thành một xứ sở thần tiên đầy màu sắc và hương thơm. Những biểu ngữ và đèn lồng trang trí đường phố và các gian hàng cung cấp dụng cụ làm vườn, đồ thủ công tự làm và những món ăn ngon tự làm xếp đầy quảng trường thị trấn. Chuyến tham quan khu vườn đã thành công rực rỡ với những du khách ngạc nhiên trước những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ và những màn trình diễn nghệ thuật làm vườn sáng tạo. Bao ngày trên là lạc huế thì chan đã bên tân một số tan chuyển tại màu sắc và hung tông nhung biểu ngũ và đen lộn trang trí chúng phố và các chan hăng qua cung cấp dùng cụ làm vương đồ tư công chủ làm và những món ăn ngon chu lãnh sắp đầy quan trung chi chân chuyên tam quản khu vườn tả tân công lực lộ công lực chỗ bồi núng du khắc khắc nhắc trên trước những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ và những màn trình diễn nghệ thuật làm vườn sáng tạo nhé. Cuộc thi làm vườn là điểm nhấn của lễ hội. Ban giám khảo bao gồm các nhà thực vật học nổi tiếng và những người nổi tiếng địa phương đã cẩn thận xem xét từng bài dự thi. Bà thôn Son đã giành được giải cắm hoa đẹp nhất
với bó hoa dali và hoa hướng dương rực rỡ của mình, gia đình Thomson đã giành giải rau củ lớn nhất với quả bí ngô khổng lồ của họ, và cô bé Emma Green đã giành giải thiết kế khu vườn sáng tạo nhất với khu vườn cổ tích kỳ diệu của mình, hoàn chỉnh với những ngôi nhà nhỏ và cây cảnh tí hon. Úc đi làm cũng là điểm nhấn của lễ hội, bạn chạm quảo bao gồm các nhà tất bật phúc nội chuyện và những ngồi nội chuyện giáp đã can tâm xem xét đứng bài dự trí mà Tôn Sơn đã gia đức dạy cầm hoa đẹp nhất bồi bô hồ Dalia và Hồ Thụ Quang Dương Lạc Lô Quang Minh gia đình Johnson đã dạy lau cu lớn nhất bồi qua bình ngõ con lô của hồ bà cô vẽ Emma Green đã dạy thiết kế khu vùng sáng tạo nhất bồi khu vùng cổ tích kỳ diệu của mình. Hôn trình bôi những ngõ nhà nhô và cài căn chi hôn. Gia đình cho xin. Bôi quý vị nhỏ cùng lộ qua hộ. Cứ có khưng. Hô bác gì yếu? Hô bác bồi yếu? Cô bác bí ngô Bình nhỏ. Cũng lo của hồ qua nè bình nhỏ ở ok khi lễ hội kết thúc, người dân Green Day đang tụ tập tại quảng trường thị trấn để tham dự một bữa tiệc họ chia sẻ những câu chuyện về những thành công và thử thách trong việc làm vườn, trao đổi hạt giống và cây giống và lên kế hoạch cho các dự án tương lai, niềm tự hào và sự hài lòng từ sở thích yêu thích của họ hiện rõ trên nụ cười và tiếng cười của họ. ý là phải kết thúc ngồi trên kinh đề tụ tập tại quan chúng kỳ trang để tham dự mô vô lan hồ cha xe những câu chuyện về những tan cốn và tư tắc tăng trùng viêm lâm buông buông dỗ đồi hạt chúng và tay chúng và lên kêu khóc cho các chú ăn chúng lại niềm tự hào và sự hài lòng từ số chức yêu thích chùa hộ hình đồ trên như cuối và tiên cuối của hộ nè nè đặt comment nhé nè Lễ hội làm vườn đã trở thành một truyền thống hàng năm ở Green Day, ngày càng trở nên ngoạn mục hơn qua từng năm. Đây là minh chứng cho tình yêu bền vững của thị trấn đối với làm vườn và những mối liên kết mạnh mẽ được hình thành trong cộng đồng. Thông qua sở thích chung, người dân Green Day không chỉ tạo ra những khu vườn đẹp mà còn nuôi dưỡng một cảm giác đoàn kết và niềm vui, khiến thị trấn của họ trở thành một nơi thực sự đặc biệt để sống. nè lớp khối làm vườn đã trục tràn mỗi chuyên cùng hàng năm ở Green Day ngay không chỗ nên là ngoan mục hôn của trung tâm năm đây là minh chứng cho tình yêu bền vững của thị trấn tôi bôi làm vùng và những mối liên kết mà mê tập hình thành trùng cộng đồng thông qua sổ tích chung ngồi trần Green Day không chỉ tạo là những khu vùng đẹp mà con người dùng một cảm giác đoàn kết và niềm vui khiến chi chân tùa hố cho chân
tan muộn rồi chúc su tài vết chế xong à son thiên han chuyên môn hàn văn bốc kiểu oje hàn quốc oro cùng với sinh ca ồn ồn hàn quốc oro yà gì hàn quốc ồn ồn Vietnam oro yu gos sinh ca có thể hiểu hiểu biết à câu chuyện về à yêu thích so thích yêu thích à của làm bùng nè Greendale 사람들이 아 사람들이 가장 좋아하는 취미는 무엇인가요? 땡한 Là땡한 정원을 만들어요. 네네 정원 만드는 것을 좋아합니다. 그린데일 사람들이 가장 좋아하는 취미는 정원 가꾸기입니다. 네, 잘했습니다. 두 번째, 꼼순 여사는 누구이며 무엇으로 유명한가요? 꼼순 여사 생각나요? Nổi tiếng là người làm vườn. À, nhà làm bùng, bắt hát, tiếng Anh, Hàn Quốc mà lưu kia cho Là người làm vườn cừu mô à? Nói chung là người làm Tiếng Hàn. à, cà trang. Nè Cà trang à, đất ta un tròn quân hơi. Mặt tư nên dìu mèo hèo. Mặt nè. tư Nên chọn con sai nè, nè. tròn quân sàng. Nè, 잘했습니다. 잠깐만요. 톰슨 여사는 그린데일의 노부인으로 아마 노부인 과수 다양한 꽃들로 가득한 아름다운 뒷마당 가진 선진적인 냐냐 람붕 Tròn quân sàng.네냐 람붕 Nhà làm vườn.노이 티엔 네 여름의 마을은 그들이 가장 좋아하는 취미를 기념하기 위해 어떤 결정을 내렸나요? Cái gì đây? Để kỷ niệm sở thích yêu thích của họ à? Làng này đã quyết định à, y mà lần quyết định sở thích quyết Lễ định hội, tổ chức chúc trẻ nè,축제를 어떤 축제예요? tròn quân ơi, màn tân ân chúc trẻ아,를 하기로 했어요? tổ chức hai còi cho nghi mì đà네, 마을 tổ chức hai kỳ rô결정했어요. còi cho hết sâm mì đà.굿, 좋아요. 마을은 정원 가꾸기를 기념하기 위해 대규모 정원 축제를 조직하기로 결정했습니다. 네. 정원 축제에 어떤 활동들이 포함되었나요? Lễ hội làm vườn bao gồm các hoạt động như nào á? Hoạt Tiếng động là cắm hoa, Anh. Ừ,네. cốt tươi ơi, cả cụ Baku는 거, 예, cốt Lampung. cắm hoa này, mấy cả trang trí cái gì nhỉ? Yeah, trang trí là Trang trí với cả quminen go, cái đồ, cũng goriri ừ. quminen go, maeul quminen go. Cắm hoa này, trang trí này, Nè. với cả cái gì mà làm vườn sáng tạo nhất là cà Nè. trang tròn quân ơi, trang Design. y Chỗ design trang được. design, thiết Nè. kế vườn, Nè, kết thúc của thì design à. tròn ngôn nơi thì design Nè, yeah, 훌륭해요. 정원 축제 trang정원 nghi구호와 최고의 꽃꽂이, 가장 큰 채소, tròn ngôn thì design.창의적인 정원 디자인, 다양한 부분에 걸린 정원 정원대회가 포함되어 있습니다. 네, 그 다음 공동체 정원 축제를 어떻게 준비했나요? 공동 준비 Cộng đồng đã chuẩn bị như nào để
Lễ hội Lễ hội vườn. đúng. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Không nhớ. Không nhớ. Chuẩn bị. Đánh xuống Căm bắc. xuống Căm bắc hết rồi.준비는 Căm bắc có sỏi không?가족들은 그 야딘 집에 정원 예쁘게 꾸미고 그다음에 아이들은 장치 만들고 예술가들은 지역 예술가들은 그림 조각품을 만들었어요. 자연으로부터 만든 뚜티넨 자연으로 만든 걸 준비했어요. 아, 잠깐만요. 그런데 예원춘단단 이거 아닌 건데 아 이건 아니고 공동 아 이거 각 자린 공약 준비 구분과 민재엠 람박 박종 제 구분 비주바 각 예시자 중동아동동동 이거 티앙한 하고 있었는데 왜 일로 왔지? 티앙한 하지 않았나요? 그 gì đấy? 아, 잘 đi. 잠깐만요. 존스. 네, 이거. 꼼순 여사는 정원 축제에서 어떤 상을 받았나요? 아, 톰슨 여사는 아 정원 축제에서 giành giải giải nhất 2등 2등 했어요? 네, 최고, 최고, 네. 2등상 응, 받았어요? 받았어요. 네. 2등 최고와 꽃꽂이상 받았대. 꽃꽂이. 최고 네. 꽃꽂이상 과 라스 달량, 과 흉, 중, 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 최고 꽃꽂이상을 받았습니다. 네. 존슨 가족은 축제에서 어떤 상을 받았고, 어떤 출품작으로 상을 받았나요? 디아딘 자딩 존슨, 레호이 là nhận giải thưởng chui bum chắc chui bum chắc chui bum chắc là gì?출품작은 무엇으로 무엇 라지 무엇 무엇으로 어떤 상 받았어요? 본승 가족? 상 뭐예요? 상 là giải thưởng. 그거 있잖아요. 큰 채소. 라우쿠 론. 아, 큰 채소. 네, 그 채소 어떤 거였어요? 가장 큰 채소. 네, 예, 그거 뭐였어요? 맞았어요. 네, 그 뭘로? 어떤 채소예요? 어떤 채소? 네, 채소 무엇이었어요? 채소 지 아, 와 민호 와 아, 오케이. 호박 네, 맞아요. 호박. 큰 호박으로 상을 받았어요. 존슨 가족은 거대한 호박으로 가장 큰 채소상을 받았습니다. 네. 가장 창의적인 정원 디자인 상을 받은 사람은 누구이며 그들의 디자인은 무엇이었나요? 누가 디자인상 받았어요? Ai nhận giải thưởng Kobe, thiết kế vườn sáng tạo nhất?
là ai? Ai ở tới Ok. đây ai đứng tiếng ngân lại đó Ai tươi? Irum Irem là Green Day. Yeah, bà Emma À, Green. Có Emma vẻ Emma Green Green. Emma Green. Oton design. Design sang phải là sợ. Ở tên thì cho in. Đã gần quá, bây giờ cho xin lô khá đẹp khăn, chỉ bà ra nhiều trong trong design rô. Khả năng trang trí cho kênh trong trong design thắng lý phát sinh ra. Và trong trang nghi chó kinh chó ngôn thì chay sang người bạn ta sinh ra Yeah. 축제국 all and그랜드 피스트에선 그린데이 사람들은 무엇을 했나요? sau lễ hội thì mọi người Green Day ở Pistu Green Tư làm gì ạ? Yeah. Sau lễ hội đi làm gì? Nhồi dàn Green Day đi làm gì? Trong Grand Prix. Người dân làm gì? Né, 모르겠어요. Grand Prix 사람들은 정원 각국에서 성공담과 어려움을 나누고 Chào chuyên là tăng cung là oreum chào À, chào đôi xiết cái cái chia sẻ những khó cái khăn cái và chung thành tham mưu công. project kế hoạch tương lai làm cách kế hoạch tương lai juan kế hoạch về juan tương lai Tương lai, kế hoạch tương nè lai. nè 정원 축제는 그린데일 공동체에 장기적으로 어떤 영향을 미쳤나요? Ảnh hưởng gì trang kỳ cộng Đúng, đồng Green Day và lễ hội vườn công gì công đã đông qua ảnh hưởng Green Day là tới trang kỳ đăng ký chạy ký chạy ký chạy long term đường lâu dài á. Ngồi lại rồi. Đồng hồ 축제는 매년 전통이 되었고 전통 항남 해가 갈수록 더욱 화려해졌으며 주민들 사이의 공동체 의식과 동지애를 강화시켜 그린데이를 진정으로 특별한 곳으로 만들었습니다. 그리고 티잉베 질문 한번 하고 마쳐요. 손님이 와서 조금 일찍 끝낼게요. 이거 티잉베 질문 해주세요. 제가 대답해 볼게요. Sở thích yêu thích nhất của người dân Green Da là gì? Sở thích yêu thích nhà của nhiều dân Green Day. Sở thích yêu thích nhất qua nhiều dân Green Day là làm vườn. Làm vườn mà trai ồ. Làm vườn, ok. Bà Tôn Sư là Bà Tôm em. Son là ai và bà nổi tiếng về điều gì? Bà Tôn Sư lại bà nói trên biết từ gì bà Tôn Sư là cô của qua phố and nổi tiếng hôn nhật làm bùng là nhà làm bùng cô bà Tôn Sư là một bà của vũ ở gần đây nổi tiếng là môn nhôi làm vũ tàn trừ vôi cục vương sau nhà đại phố giúp màu sắc Này là người làm vườn đủ hoa đủ màu sắc. Một mùa hè nọ, thị trấn đã quyết định làm gì để kỷ niệm sở thích yêu thích của họ? Đi chăn 무슨 뜻이에요? Thị trấn là chỉ bang Chị bà, bà ơi. mà ơi. Chị bà,
Ok. Mùa hè nó thì sàn ta quy trình làm gì để kỷ niệm số tích chữ tích tòa hồ. Giờ rưu mẹ. Thì sàn ta quy trình nó lễ hội cho làm bếp của hồ. Lễ hội. Này, xem xi mắn nhá. Thì Chị sàn. ta tròn hoa quạt sỏi ồ. 그럼 오늘 여기까지만 해요. 저도 손님 있어서. 오케이. 네, 오케이. 네, 담배. 네, 네, 공부해요. 수고했어요. 네, 바이바이, 네, 수고하셨어요. 담배. 네.